Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng xuất tài khoản Gmail từ xa khi bị mất điện thoại hoặc máy tính. Khi các bạn chúng ta bị mất điện thoại hoặc máy tính á thì việc đầu tiên các bạn chúng ta làm đó là các bạn chúng ta phải đăng xuất tài khoản Gmail ra. Để tránh trường hợp là kẻ gian sẽ biết tài khoản Gmail của chúng ta, lúc đó họ sẽ lợi dụng thông tin của chúng ta để đi lừa người thân và bạn bè của chúng ta. Lúc đó rất là nguy hiểm. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng xuất tài khoản từ xa khi bị mất điện thoại hoặc là máy tính. Để đăng xuất tài khoản Gmail của điện thoại hoặc là máy tính bị mất á, thì việc đầu tiên các bạn làm đó là các bạn chúng ta sẽ sử dụng một chiếc điện thoại mới hoặc là một chiếc máy tính mới. Sau đó các bạn chúng ta sẽ bật trình duyệt lên và các bạn chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ là google.com.vn Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản Gmail của bạn vào ở đây tôi đã đăng nhập tài khoản gmail của tôi vào rồi, rồi sau khi các bạn chúng ta đã đăng nhập tài khoản gmail của bạn vào rồi á, tiếp theo các bạn chúng ta sẽ bấm vào hình ảnh đại diện này, rồi tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào là quản lý tài khoản google của bạn này, đó các bạn chọn vào dòng này, rồi tiếp theo ở đây các bạn chúng ta để ý ở bên trái á, nó xuất hiện cái dòng là bảo mật, cái hình chìa khóa này, các bạn chọn vào rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ kéo xuống Đây nó có dòng là thiết bị của bạn này Bây giờ các bạn chúng ta muốn đăng xuất tài khoản Gmail của bạn Ở chiếc điện thoại hoặc là cái máy tính bị mất á Thì các bạn chọn vào quản lý thiết bị này Các bạn chọn vào Thì ở đây này Nó sẽ hiển thị danh sách các thiết bị mà các bạn chúng ta đã đăng nhập tài khoản Gmail Bây giờ các bạn chúng ta muốn đăng xuất thiết bị nào á thì ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào ba dấu chấm Giá sử như ở đây Tôi muốn là đăng xuất tài khoản Gmail của tôi Khỏi thiết bị điện thoại này này Thì ở đây tôi sẽ chọn vào ba dấu chấm Rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn là đăng xuất Đăng xuất này Đó Thì lúc này á Thiết bị điện thoại của tôi á Đã đăng xuất khỏi Gmail của tôi Đó lúc này á Khi kẻ gian mà lấy điện thoại của chúng ta á thì nó không thể nào mà truy cập vào địa chỉ email của chúng ta được. Đó, như vậy là chúng ta đã bảo mật được thông tin. Còn đối với máy tính á thì các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha. Giả sử như ở đây, đây là thiết bị máy tính đã đăng nhập tài khoản Gmail của tôi này. Tôi chọn vào ba dấu chấm này. Sau đó tôi sẽ bấm vào đăng xuất. Thì lúc này á máy tính nó sẽ thoát khỏi tài khoản Gmail của tôi. Đó. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách đăng xuất tài khoản Gmail từ xa khi bị mất điện thoại hoặc máy tính. Nếu thấy video hay, hiểu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.